Khi một em bé hay một người lớn mỉm cười, điều đó rất quan trọng. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta biết mỉm cười, nếu ta có an lạc hạnh phúc, thì không phải chỉ có ta được sung sướng, mà mọi người quanh ta cũng sung sướng. Bắt đầu một ngày bằng nụ cười, điều đó không khôn ngoan hơn sao? Ta mỉm cười chứng tỏ ta có chánh niệm, có quyết tâm sống cho an lạc, hạnh phúc. Một nụ cười có chánh niệm là một nụ cười thật sự, không giả tạo, không méo xệch. Làm sao để nhớ mỉm cười khi thức dậy? Bạn có thể treo trên đầu giường một cành cây, một chiếc lá hay một câu thơ để nhắc nhở bạn mỉm cười khi thức dậy. Thực tập lâu ngày, bạn sẽ tự nhiên mỉm cười khi nghe chim hót, khi thấy nắng ấm và bạn sống một ngày thật nhẹ nhàng, đầy hiểu biết. Khi một người mỉm cười, tôi biết là người đó đang sống thật tỉnh thức. Biết bao nghệ sĩ đã dày công để phác họa một nụ cười lên những bức tranh và những bức tượng tuyệt trác. Tôi tin chắc là những người nghệ sĩ đó vừa làm việc vừa mỉm cười, bởi khó có thể hình dung được một họa sĩ nhăn nhó có thể vẽ được một nụ cười. Nụ cười Mona Lisa chẳng hạn, thật nhẹ, thật thoáng. Một nụ cười như vậy cũng đủ làm thư giãn những bắp thịt trên mặt, làm tiêu tan những mệt mỏi và âu lo. Nụ cười màu nhiệm như vậy đó, nó nuôi dưỡng chánh niệm và sự bình thản, đem lại an lạc mà ta tưởng đã đánh mất. Khi ta mỉm cười, ta đem lại hạnh phúc cho ta và cho cả những người chung quanh ta. Ta tốn biết bao nhiêu tiền để mua quà cho những người thân, trong khi ta chẳng cần tốn đồng nào mà vẫn có thể tặng một món quà vô giá là nụ cười chánh niệm của ta. Cuối một khóa tu ở California, có một thiền sinh làm bài thơ như sau: tôi đã mất nụ cười, nhưng may mắn quá, hoa bồ công anh đang mỉm cười cho tôi. Khi bạn không còn cười nổi mà ý thức được rằng hoa bồ công anh đang mỉm cười cho bạn, thì tình trạng chưa đến nỗi nào. Bạn vẫn còn đủ chánh niệm để thấy nụ cười đang có mặt. Bạn chỉ cần thở một vài hơi thở có ý thức là nụ cười sẽ trở lại trên môi. Hoa bồ công anh là một thành phần của tăng thân, một người bạn trung thành biết giữ gìn nụ cười cho bạn. Thật ra, nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy hơi thở, mọi vật chung quanh ta đều đang mỉm cười với ta. Ta có đơn lẻ một mình đâu, mọi vật trong ta và ngoài ta đều đang nâng đỡ ta. Chỉ cần mở tấm lòng ra là ta đón nhận được nụ cười ưu ái của hoa bồ công anh. Và làm gì mà ta không nở một nụ cười để đáp lại? Hơi thở ý thức. Bạn có thể áp dụng một số phương pháp tập thở để thấy đời đáng sống và vui. Bài tập đầu tiên rất đơn giản. Khi thở vào, bạn tự nhủ: tôi biết là tôi đang thở vào. Khi thở ra, bạn tự nhủ: tôi biết tôi đang thở ra, chỉ có thế. Thở vào hay thở ra, bạn đều ý thức rõ ràng. Đôi khi bạn không cần phải nói trọn câu, chỉ cần nói vào, ra. Phương pháp này giúp bạn định tâm vào hơi thở. Càng thực tập, bạn càng thấy hơi thở bạn trở nên êm dịu và thân tâm bạn trở nên thanh thản, nhẹ nhàng. Sự thực tập này không có khó khăn gì. Chỉ sau một vài hơi thở, bạn đã hưởng được hoa trái của thiền tập. Thở vào, thở ra là một điều quan trọng và là một niềm vui lớn. Hơi thở như cây cầu nối liền thân và tâm. Đôi khi tâm ta nghĩ một việc mà thân thì làm một việc khác. Thân tâm bị chia rẽ, tách rời, không làm một. Để tâm vào hơi thở, khi thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Ta đưa thân tâm về một mối, gọi là thân tâm nhất như. Đối với tôi, tập thở là một niềm vui không thể thiếu. Ngày nào tôi cũng tập thở. Trong cái thiền đường nhỏ của tôi có treo một câu: thở đi, sống cho trọn vẹn. Chỉ cần biết thở và biết mỉm cười
là bạn đủ thấy hạnh phúc. Nhờ hơi thở ý thức, bạn khôi phục lại con người trọn vẹn của bạn và tiếp xúc được với đời sống thực tại nhiệm màu. Hiện tại, giây phút nhiệm màu. Sống giữa cái xã hội hối hả, bận rộn hiện nay, lâu lâu chúng ta nên biết dừng lại để thở. Không phải chỉ vào thiền đường, chúng ta mới nên tập thở. Chúng ta nên tập thở ngay trong không khí đang làm việc, đang lái xe, đang ngồi trên xe buýt. Bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng nên tập thở. Có nhiều bài thi kệ có thể giúp ta thực tập theo dõi hơi thở rất hiệu quả. Bài thực tập vào, ra rất đơn giản. Mỗi chữ là một hơi thở vào hay một hơi thở ra. Vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Câu cuối, hiện tại, tuyệt vời, có thể đọc trong hai hơi thở vào và ra. Ta cũng có thể thực tập với bài thi kệ sau đây. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Đọc xong câu này như uống được ngụm nước chanh mát lạnh, thấm dần cả cơ thể. Vừa thở vào, vừa đọc thầm câu này, tôi cảm thấy cả thân tâm êm dịu lại. Thở ra, miệng mỉm cười. Ta biết rằng khi ta mỉm cười, ta làm thư giãn những bắp thịt trên mặt. Ta mỉm cười là ta làm chủ được thân tâm ta. An trú trong hiện tại. Tôi ngồi đây, tôi biết tôi đang ở đây. Tôi không nghĩ đến điều gì khác. Giờ phút đẹp tuyệt vời. Ngồi yên tĩnh, vững vàng. Trở về với hơi thở, với nụ cười. Trở về với con người chân thật. Còn niềm vui nào lớn hơn? Ta có hẹn với sự sống trong giây phút hiện tại. Hiện tại, ta không có an lạc, hạnh phúc. Đợi đến khi nào ta mới có? Cái gì ngăn cản không cho ta có hạnh phúc ngay bây giờ? Khi theo dõi hơi thở, ta chỉ cần nói, vừa mỉm cười. Tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại, tuyệt vời. Bài thực tập này dành cho mọi người. Người mới bắt đầu thiền tập cũng như người thiền lâu năm, vì nó rất quan trọng cho công phu tu tập và cũng đơn giản. Bớt suy nghĩ lại. Thường thì chúng ta để đầu óc làm việc nhiều quá, hết suy nghĩ cái này đến cái kia, trong khi thực tập theo dõi hơi thở, ta dần dần bỏ bớt những suy nghĩ, thân tâm trở lại thư thái an nhàn. Ta không còn chạy rong ruổi theo quá khứ hay tương lai. Ta bắt đầu biết tiếp xúc với thực tại màu nhiệm quanh ta. Thật ra, sự suy nghĩ cũng rất quan trọng. Có điều phần lớn những suy nghĩ của ta đều vô ích. Nó như cái băng cassette chạy suốt ngày đêm, khó mà dừng lại được. Cái máy cassette còn có cái nút bấm ngừng. Còn đầu óc ta chẳng có cái nút bấm ngừng nào cả. Càng suy nghĩ, ta lại càng mất ngủ. Đi bác sĩ thì họ cho thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Điều đó càng làm cho tình trạng ta tệ hơn, bởi vì ta không thật sự được nghỉ ngơi trong những giấc ngủ thường là mệt nhoài đó. Uống nhiều thuốc ngủ hay thuốc an thần, ta trở nên nghiện thuốc, tâm ta trở nên bất an và ta thường có ác mộng. Phép quán niệm hơi thở giúp ta dừng lại được suy nghĩ. Bởi vì khi ta thở vào, thở ra và nói vào, ra, ta định tâm vào hơi thở. Sau vài phút thở như vậy, ta tìm thấy lại chính ta. Ta trở nên tươi mát hơn và ta tiếp xúc được với bao cái đẹp chung quanh. Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu ta không sống với giây phút hiện tại, thì không bao giờ ta thật sự sống cả. Khi tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành mạnh trong ta và ngoài ta, ta mới biết được giá trị của chúng để mà trân quý, bảo vệ và chăm sóc chúng. Lúc ấy ta mới thấy rằng những yếu tố đem đến an lạc và hạnh phúc luôn sẵn có trong mỗi chúng ta. Nếu cảm thấy bài viết này giá trị,
hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe kênh và nhấn chuông để cập nhật những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.